Xin chào quý vị khán giả của VTV Travel. Ngày hôm nay thì Quang Bảo sẽ giới thiệu những điểm đến du lịch mới đầy hấp dẫn của Quảng Ngãi. Đây là những địa danh du lịch rất phù hợp cho mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng như hiện nay. Nếu quý vị tới Quảng Ngãi bằng máy bay thì Quang Bảo xin nhắc là có những xe buýt miễn phí để đi từ sân bay Chu Lai về thành phố Quảng Ngãi, vô cùng tiện lợi quý vị nha. Quảng Ngãi không chỉ có Lý Sơn, dải đất ven biển miền Trung này còn có vô vàn những thắng cảnh thú vị khác cho các bạn khám phá. Nếu bạn là người thích khí hậu mát mẻ, thì núi Cà Đam sẽ là điểm đến vô cùng lý tưởng. Còn nếu bạn là người thích giải nhiệt mùa hè bằng việc tắm mình trong làn nước mát lành, sảng khoái, thì địa danh Suối Chí hay khu du lịch nước khoáng nóng Nghĩa Thuận sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Khu du lịch Suối Chí cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 60 km. Ngoài hoạt động tắm suối, khi đến đây, du khách còn được trải nghiệm một số trò chơi cảm giác mạnh, trong đó có zip line. Thật sự tôi đang cảm thấy rất là căng thẳng và sợ hãi, không biết rằng là mình có bị rơi xuống kia không. Đây là một trải nghiệm sợ hãi kinh khủng với tôi. Chỉ cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 10 km, Nghĩa Thuận là thiên đường các trò chơi dưới nước. Điểm đến đây cũng rất phù hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ. Nhìn tôi đây. Đến với khu du lịch suối nước khoáng nóng ở Nghĩa Thuận thì có một nét ẩm thực quý vị không nên bỏ qua. Đó chính là những món ăn có hương vị của nước khoáng nóng. Nghe rất là lạ đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá ngay thôi. Khu vực suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận có nhiều mỏ nước khoáng nóng với các nhiệt độ khác nhau. Trong đó có những mỏ nước lộ thiên với nhiệt độ rất cao, có thể luộc chín được trứng gà. Trứng luộc trong nước suối khoáng nóng không chỉ mùi ngọt thơm mà nó còn khác hoàn toàn với những quả trứng trước đây tôi từng được ăn. Ngoài trứng gà luộc bằng nước khoáng nóng, còn có một số món ăn khác cũng được chế biến với nguồn nước khoáng nóng dồi dào ở nơi đây. Anh giới thiệu cho hai em ba món ăn xuất phát từ suối nước nóng khoáng nóng Nghĩa Thuận, gồm có món là bí đỏ hầm lương, đây là mắt cá ngừ chân nước khoáng, món này là gà hơ mông nấu với nước khoáng. Rất là nhừ, rất là mềm mà nó có một cái vị tự nhiên. Cái vị ngọt của gà này và vị ngọt của nước khoáng tự nhiên nữa hòa quyện vào nhau ấy, rất là vừa miệng. Hành trình ngày hôm nay hy vọng đã mang đến cho quý vị những gợi ý mới mẻ về các điểm đến tại Quảng Ngãi, để chúng ta thấy rằng Quảng Ngãi không chỉ có mỗi điểm đến du lịch là đảo Lý Sơn đâu nha. Và đó cũng chính là những hình ảnh cuối cùng của chương trình ngày hôm nay rồi. Vậy thì Quang Bảo xin chào, hẹn gặp lại quý vị ạ.